Vâng, xin chào toàn thể các bác đã quay trở lại với kênh truyền thông Tuyên Vũ Audio. Nay tiếp tục chúng em lên sóng cho các bác một mẫu loa cây. Đấy, nghe nhạc nhưng mà lại có thể hát được. Mẫu loa này thì hát tiếng rất là hay. Và những cái dòng sản phẩm này thì nó lại phù hợp cho anh em sử dụng âm ni. Đấy, hoặc là đẩy nến vang nhé. Với những cái dòng loa này thì công suất nó rất là nhẹ. Đấy, công suất liên tục của nó chỉ có 180W thôi. Cho nên là anh em sử dụng âm ni cũng có thể chơi được. Đấy, hát được. Hoặc là đẩy nến vang thì gọi là hết nước chấm luôn. Đó, và bây giờ thì em xin review chi tiết về cái mẫu loa này. Đầu tiên thì nói về cái chế độ bảo hành. Đấy, thì đây là cái dòng này nó sẽ được bảo hành rất là dài. Đấy, hầu như là chưa có một hãng loa nào nó bảo hành cho anh em tới 5 năm cả. Đấy, nhưng riêng dòng Paramax này thì nó sẽ bảo hành cho các bác lên tới 5 năm. Đấy, rất là dài đúng không ạ? Đó, và trong cái quá trình sử dụng 5 năm thì em nghĩ rằng anh em hoàn toàn yên tâm. Đấy, về chất lượng linh kiện, độ bền thì không có gì là phải chê cả, bởi vì cái dòng này nó rất là bền anh em nhé. Rồi nói về thiết kế là cái điều mà em muốn nhấn mạnh ở đây. Thì thiết kế các bác có thể thấy rằng là loa thiết kế vỏ bọc bằng một cái lớp giả gỗ này, nhìn rất là đẹp nhé. Đấy, nhìn trông rất là sang đúng không ạ? Khi mà nhà các bác mà nội thất bây giờ thì bàn ghế gỗ, nội thất là gỗ nhiều, thì chúng ta sử dụng những cái dòng sản phẩm này nó rất là phù hợp, tức là hợp phong thủy đấy các bác. Đấy, nhìn nó rất là đẹp đúng không ạ? Mặt trước thì được trang bị ê căng vải này. Đấy, và em sẽ tháo cái ê căng này ra để cho anh em có thể nhìn cái hệ thống bát chép chung bên trong nhé. Đó. Đó, rồi đây là dòng loa được trang bị là 3 đường tiếng, thì các bác có thể thấy rằng là nó sẽ được trang bị là 2 bát 25 nhé. Đấy, và gân của nó sẽ là được trang bị là gân cao su. Đấy, 2 củ bát nhìn như nhau, màng của nó là màng vải nhưng mà gân thì là gân cao su. Đấy, rất là đẹp đúng không ạ? Đấy, củ bát dưới đây em có thể thấy này. Đấy, hàng chính hãng thì bao giờ họ cũng thiên về cái chất lượng linh kiện cũng như là cái độ thiết kế nó rất là tỉ mỉ. Đó, 2 bát 25. Và bên trên này thì chúng ta sẽ có một loa chép neo. Đấy, neo lium các bạn này. Đấy, chép neo nhé. Và một loa chung. Đấy, chung này của nó như là nó 9 cm anh em ạ. Đấy, tuy nhiên thì nhìn thì chung nó nhỏ, nhưng mà khi mà phát nhạc ra tiếng nó rất là hay, rất là đều giải. Rồi hệ thống đằng sau thì em sẽ quay đằng sau cho anh em này. Đằng sau thì nó sẽ có một cái tem check mã QR và mã số để các anh em có thể là kích hoạt bảo hành này. Đấy, ở bên này thì chúng ta sẽ có số tổng đài của Paramax luôn, 1900 1505. Đấy, cần hỗ trợ gì thì các bác cứ gọi trực tiếp qua tổng đài của công ty, họ sẽ hỗ trợ các bác nhé. Đấy, và trên cái tem này thì nó sẽ có một cái mã quét mã vạch này. Đấy, số series của nó này, một đôi của nó sẽ là trùng series với nhau nhé. Đấy, 98978 này, rồi bên này cũng vậy luôn. Đấy, 98978 ở cuối. Đấy, tất cả là đều trùng series. Đấy, và mặt sau thì nó sẽ có 2 cái nỗ thông hơi này. 2 nỗ thông hơi này thì dành cho 2 củ bát anh em nhé. Đấy, và khi mà các bác đặt ở gần tường ấy, gần vách thì nó sẽ tạo được cái áp lực tiếng bát rất là sâu. Đấy, thậm chí anh em mua về không gian mà tầm 30 m thì các bác không cần phải đánh loa siêu trầm luôn. Đấy, nó sẽ có cái hệ thống tạo áp lực của cái tiếng siêu trầm. Đấy, rất là mạnh. Rồi cấu hình em sẽ quay cho anh em xem một cái cấu hình này. Mã của nó là MK-D2000. Đấy, trở kháng là của nó là 6 ohm thôi nhé. Nhìn thì nó khá là giống số 8 nhưng mà thực tế thì nó là trở kháng là 6 ohm. Đấy, rồi độ nhạy lên tới 92 dB. Đấy, công suất của nó là continue hoặc là max này là 180/360, tức là công suất liên tục của nó là 180. Đấy, max của nó lên 360 nhé. Đấy, công suất này thì rất là dễ ghép rồi đúng không ạ? Còn phần dưới này thì chúng ta sẽ có 2 cầu cắm loa này. Đấy, dương và âm họ đánh dấu cho anh em luôn này. Đấy, không sợ bị nhầm nhé, âm dương. Đó, rồi anh em thấy không, chất lượng chưa, dòng loa cực kỳ là đẹp luôn ạ, đúng không ạ? Đấy, và bây giờ em sẽ test trực tiếp, test cho anh em nhé, để các bác trải nghiệm qua cái chất âm của cái dòng Paramax này. Che quê nhà chất lượng âm thanh rất là tốt đúng không? Với cái dòng loa này như bạn nói là ngoài cái việc nghe nhạc hay, xem phim hay thì nó có thể đáp ứng cho anh em hát karaoke rất là tuyệt vời trên cái dòng loa này nhá. Và thiết kế rất đẹp đấy, vị trí mà các bác có thể là đặt loa kê loa thì cũng rất là dễ dàng luôn. Đấy, anh em cần tư vấn thêm hoặc là có nhu cầu mua sắm thì có thể liên hệ trực tiếp tới Tuyên Vũ chúng em để được hỗ trợ. Và xin chào các bác.